Đáp lớp mình ạ. Em đã làm tốt, mà thực sự mọi người chỉ có anh và rất là nhiều các khán giả biết đến điều này. À, cái này là chứng cũng mừng người nhé. Khổ quá. Được là trên được món măng. Món măng này là măng em không măng, để ý măng nứa, măng nứa ăn nứa rất là ngọt. À, nghe à, măng nứa ngọt mọi người. Và đầu tiên là được lên thang kém may mắn. À, cầu nối để cho các bạn thử quân. Hôm nay mình sẽ làm tôm chiên chua ngọt. Măng và măng nứa nhé. Em này lúc nào chả khéo tay luôn á. Dạ. Lúc nào cũng khéo tay. Thật ra thì sẽ là canh rau ngót rừng. Thường thường thì rau ngót ở chỗ vừa thì mọi người ăn nhiều rồi, mà không nữa là em sẽ nấu. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Cường Hà Giang TV. Thì hôm nay mình lại lên nhà Tam Giác Mạch đi cùng Hà Xuân Hiệp để lên bản một vài ngày mọi người. Nên là bây giờ mình sẽ quay cái quá trình mà mình lên trên đó. Và hiện tại mình đang ở trên cái đất khu vực này là khu vực thuộc quản bạ Hà Giang mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ quay vào cái màn ảnh đằng sau để cho tất cả mọi người cùng xem. Cái đoạn đường này rất là vòng mọi người ạ. Vòng qua vòng lại luôn. Đây là cái chân của chân huyện quản bạ mọi người. Đây là nương ngô của bà con ở trên này. Ngô rất là tốt mọi người. Nhưng mà mình cũng không rõ được là cái giống ngô gì, thấy bắp nó hơi bé. Thường thường trên nhà Cường thì trồng cái loại là ngô lai, bắp nó sẽ rất là to. Ở mấy cái đoạn dưới này là khu vực có cái biển quảng cáo mọi người. Cái biển quảng cáo là cao nguyên đá Đồng Văn ấy. Ở khu dưới này nha mọi người nhá. Lúc đấy đi qua, tại vì bận quá nên là mình không kịp quay. Nên để mấy cái video mấy hôm nữa ấy, thì Cường về Cường sẽ quay bằng flycam cho tất cả mọi người cùng xem cái khung cảnh ở trong khu vực này. Ở bên kia núi thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang mọi người. Huyện Vị Xuyên ở trong tỉnh Hà Giang thì là rộng nhất ở trong cái khu vực này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi. Rồi xin mời tất cả các bạn cùng mình theo dõi video này nhé. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ những video của Cường Hà Giang. Xin cảm ơn. Để bán chuối là bán ở dọc đường rất là nhiều. Phải bà cụ bà không biết. Đây là thế nào? Đây là chân của huyện quản bạ đấy. Đồi núi rất là chập trùng luôn. Đường đi dễ mà. Đây là biển chào quản bạ. Ở quản bạ đây thì là không có núi đá nha mọi người nhá. Có nhưng mà số ít. Ở trong này cái vườn mận nhà nhiều thật đấy, vườn mận kia ăn đầy. Hiện tại mình đã đến gần đến chợ cổng trời quản bạ nha mọi người nhé. Một đây có cái biển đàng hoàng mọi người này. Đấy.
Thì một lúc nữa mình sẽ quay cả cái chỗ núi đôi Quản Bạ cho tất cả mọi người cùng xem. Bởi vì đây là cuộc hành trình mình muốn ghi lại cái cuộc hành trình mình đi ấy mọi người. Bởi vì trước xuống đây mấy lần rồi, không nhớ ra là quay video để lưu giữ làm kỷ niệm trong những cái chuyến hành trình của mình đã đi và từng đi. Và đây là cổng trời nha mọi người nhé. Đó, đường lên cổng trời đấy, đường lên cổng trời trên kia mọi người. Đường ô tô ở khu vực này thì cũng xuống cấp một chút mọi người. Không thể đi nhanh và cũng không thể vượt được. Muốn xe tránh nhau thì phải có tín hiệu báo trước dừng tại một cái điểm nào mà đường rộng ấy thì mới có thể đi được với mọi người nhé. Chắc đi bản. Và khu dưới này là núi đôi Quản Bạ nhé mọi người nhé. Còn khu vực ở bên này là huyện Quản Bạ, Hà Giang. Huyện này cũng rất là bé. Núi đôi Quản Bạ rất là đẹp. Ngày trước là mình có quay nhưng mà có quay bằng mấy cái nhưng mà mình chưa kịp úp lên đấy mọi người. Nên là mọi người cố gắng xem video này là để biết nhé mọi người nhé. Đó, đây là núi đôi Quản Bạ. Công nhận hôm nay rất là mệt mọi người, lắm đồ quá. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp video này, theo dõi cuộc hành trình từ đây đến nhà Tam Giác Mạch. Hiện tại thì mình cũng đã đi qua khỏi cái đất Quản Bạ, bây giờ bắt đầu đi qua cái cầu này nha mọi người nhé. Đi qua cái cầu này xong bắt đầu mình đi vào đường Yên Minh. Ở đây có biển đây này mọi người ơi. Đường đi thẳng bên này là đường đi Cán Tỉ nha mọi người nhé. Đấy, những cái lá cờ nó chào xong rồi Covid thì rất là hay, rất là đẹp. Trong này có một cái homestay là điểm dừng chân của khách du lịch ấy. Và ở trong này cũng có hai con đường đi Yên Minh chỗ Tam Giác Mạch ấy. Thì mình muốn đi gần thì mình lên đường trên này, còn mà mình muốn đi xa hơn thì mình đi thẳng. Thì mình bắt đầu mình lên trên cái con đường này. Mình hai đường nhỉ? Yên Minh là có hai đường. Một đường là 18 km. Đường lên cũng rất là dốc với mọi người. Cái đường là một con đường là lối tắt đi huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Và cũng chính con đường này mới là đến nhà đường và nhà Tam Giác Mạch các mọi người nhé. Là hôm nay là chúng tôi là một cuộc hành trình từ đây đến Mèo Vạc mọi người. Đây là rất mong tất cả mọi người cùng theo dõi. Ở trong khu vực này cũng rất là vòng vèo mọi người. Khách du lịch thì hầu như ở trong cái thời gian có Covid vừa rồi thì đến bây giờ là ít khách du lịch nước ngoài vào. Bởi vì bên nước ngoài cũng đang phòng chống dịch. Cho
cho nên là đi đường rất là thoải mái, không có xe đi lại nhiều. Yên Minh thì còn 13 km thôi nha mọi người nhá. Đó. Cổng chơi Yên Minh đấy. Lại. Nhìn phong cảnh rất là đẹp rồi các bác nhỉ. Nước non hữu tình luôn. Sáng thì quên cầm kính theo mọi người. Đây là cua chữ M nhé mọi người nhé. Hiện tại thì mình cũng đã đến cái đầu thị trấn Mèo Vạc. Bây giờ cũng rất là tối rồi mọi người ạ. Tôi điện thoại, tại cái điện thoại mình nó quay được cái ánh sáng nó. Bây giờ 18:35 mọi người nhé. 18:35. Đi từ sáng sớm giờ đấy mọi người. Rất là mệt vất vả luôn. Cũng được khoảng 2 tháng là Cường Hà Giang không đến nơi này. Bởi vì nơi này thì đợt vừa rồi ấy thì là dịch ấy mọi người, đợt Covid ấy, nên nó không thể tới đây được. Hà Vạc, Mèo Vạc tuy nhỏ bé nhưng mà nó sống một trong này nhiều bà con sống rất là tình cảm, sống rất là sự chân thành, rất là vui mọi người. Đây là đầu phố Mèo Vạc mọi người nhé. Đường đi rất là sóc. Ở dưới này là lương ngô của bà con đấy.
Giờ mình sẽ xuống, khi nào đến gặp Tam Giác Mạch thì mình sẽ bắt đầu mình quay Tam Giác Mạch một chút cho mọi người cùng xem và cùng theo dõi nhé mọi người nhé. Bởi vì video hôm nay là không phải là mình quay đi để mà cái gọi là đi giúp cho bà, giúp bà con ấy. Mình quay để làm cái vlog đời sống trong cái quá trình Cường Hà Giang đi từ nhà lên Mèo Vạc. Nó như vậy. Còn giờ thì xin mời các bạn nhé. Các bạn thấy hay đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông. Giờ mình đến ở chỗ Tam Giác Mạch, mình sẽ quay tiếp cho các bạn. Rằng ơi sao mà yêu thế, tạm dọc cuộc sống yêu trôi, cô gái mèo thối hồn vào đất tạm dọc sống. Quay gọi là có thì chụp giả. Chưa bạn tạm tạm rồi cái mùi cá, mùi cá mắm cá khô mình kéo tân thôi bạn gái mình làm lông mày với kéo tay các bạn lần này quay lên là mình ở sái đấy đây thịt răng rồi nhá xương sườn luôn không có gì đâu mà thịt lợn giờ còn đắt hơn thịt gà bây giờ. Gà dưới mình 120, giờ gà rẻ hơn. Gà 120. Không hiểu sao gà lợn không giá. Anh ơi, vâng. Sao đập được cái này không đập được? Mấy cái bản nhạc mát xuống này nó đôi tay điêu luyện này. Đây thì video của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, quý chị và tất cả mọi người trong những video lần sau.
Xin chào.